Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stocks. Cho những anh chị nào mới theo dõi kênh thì tại đây em sẽ chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư chứng khoán, bao gồm phân tích thị trường và phân tích cổ phiếu. Em hy vọng là sau buổi video này, những anh chị đang theo dõi chúng ta có thể rút ra được một số kiến thức hoặc là một vài cái kinh nghiệm mà nó có thể giúp ích được một phần nào đó trong cái quá trình đầu tư của anh chị. Xin cảm ơn anh chị mình rất nhiều đã theo dõi buổi video này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung đầu tiên của buổi video, đó là phân tích tổng quan thị trường chung và những cái vận động tâm điểm của thị trường trong một tuần giao dịch vừa qua. Dạ rồi, thì không biết anh chị nào còn nhớ tại cái video cuối tuần trước á, em có đề cập với anh chị là xu hướng của thị trường khả năng trong cái tuần này nè. Đó thì nó sẽ có những cái phản ứng khi mà nó về lại, nó tăng về lại những cái vùng 1.220 cộng trừ 10 điểm. Cái video này anh chị ha. Đó, phản ứng sau 1.200 nè. Dấu hiệu chốt lại ngắn hạn. Đấy, thì anh chị mình cũng thấy là cái cách mà thị trường phản ứng tại những cái vùng này đó là gì? Nó tạo một cái biên đi ngang quanh cái vùng 1.220 cộng trừ 10 điểm này. Đó, và chúng ta đánh giá là cái phản ứng này liệu nó có tốt hay không. Thì ở đây anh chị mình lưu ý so sánh với cái giai đoạn tăng giá trước đó của VNI. Cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta tăng giá chủ đạo là những cái phiên tăng với cái khung giá nó hẹp, có những cái yếu tố siết biên chặt. Còn tuần vừa qua chúng ta thấy là phản ứng đi ngang bắt đầu có xuất hiện những cái phiên với cái khung giá nó rộng hơn và cái cách dao động của thị trường nó cũng lỏng hơn, thông qua cái việc là anh chị mình thấy mở gap nè. Đấy, và tốc độ giao dịch nó cũng có phần nhanh và mạnh hơn, thể hiện qua cái yếu tố thanh khoản nó cũng có phần gia tăng trong đó. Đấy, tuy nhiên xét về tổng quan thì những cái vận động này không quá xấu. Anh chị mình lưu ý ha. Và về bản chất của thị trường, bản chất các dòng cổ phiếu, chúng ta vẫn thấy là nó có một cái sự dịch chuyển dòng tiền, luân chuyển dòng tiền giữa những các nhóm ngành với nhau. Ví dụ như ở tuần vừa qua thì ngoài sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu trụ như là VIX hoặc là Vinhomes, thì song song đó chúng ta cũng thấy là nhóm bất động sản cũng có tín hiệu hồi phục rất là tốt, hoặc như nhóm ngân hàng, một số mã cổ phiếu như là EIB hay là MSB tăng rất quyết liệt. Ngược lại thì chúng ta thấy nhóm cổ phiếu như dòng thép nó lại gặp áp lực điều chỉnh, hoặc là dầu khí chẳng hạn. Đó, cái sự tăng điểm của nó không mạnh mẽ bằng những cái nhóm cổ phiếu kể trên. Đấy, thế nên là anh chị mình thấy khi mà thị trường đi ngang nè, là chúng ta sẽ nhận diện được trong ngắn hạn xung lực dòng nào nó tốt, dòng nào nó khỏe, để mà chúng ta tập trung vào đó, chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư anh chị ha. Về tổng quan thì xu hướng tăng điểm của thị trường nó vẫn đang được duy trì. Vậy nên chiến lược ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu để mà tìm kiếm cơ hội đầu tư, cũng như là tập trung vào cái việc quản trị danh mục, những cổ phiếu đang nắm giữ trong danh mục, để mà chúng ta có thể có được một cái biên độ lợi nhuận tốt nhất. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng không nên đoán đỉnh thị trường khi nào nó điều chỉnh ha, hoặc là cũng như đoán đáy thị trường. Nên là anh chị mình lưu ý, một khi mà thị trường của chúng ta nó vẫn cho những cái tín hiệu có khả năng đi lên, bằng cái việc là anh chị mình thấy đó, mặc dù thị trường đi ngang nhưng vẫn có một số cái nhóm cổ phiếu nó tăng rất tốt, cho những cái biên tăng rất là khỏe. Đấy, và chúng ta cũng thấy là sẽ một số cổ phiếu nó cũng không vận động theo cái dao động của thị trường luôn. Đó, nó có thể vận động đi ngược, hoặc là nó có thể vận động yếu hơn. Tức là ở đây về mặt chỉ số của thị trường nó sẽ không quá quan trọng bằng cái việc là cổ phiếu anh chị mình đang nắm giữ, cổ phiếu anh chị mình đang chú ý nó đang vận động ra sao ha. Nên là ở đây em muốn nói với anh chị mình một điều, đó là gì? Tập trung nhiều hơn vào cổ phiếu. Đó, thì ở cái phần thứ hai thì em sẽ đi chia sẻ về cái cơ hội đầu tư, cũng như là mình phân tích đánh giá trạng thái của các dòng cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại nó đang vận động ra sao, để anh chị mình nắm bắt. Tuy nhiên thì em lưu ý với anh chị mình một điều về cái vận động của thị trường để mà anh chị mình nắm bắt được cái tín hiệu. Trường hợp mà VN Index của chúng ta đi ngang lâu, sẽ tạo một cái vùng đi ngang. Theo quan điểm cá nhân của em á, ở cái tuần vừa qua là cái tuần mà thị trường tạo đà, chuyển giao dòng tiền, và ở phiên hôm thứ Sáu chúng ta cũng thấy cái tín hiệu dòng tiền tốt vào cuối phiên. Đó, có dòng tiền vào thật chứ không phải không. Thì xét về xu hướng á, khả năng tuần sau nó vẫn sẽ có những cái bước tiến triển về lại những cái vùng giá cao hơn. Đó, tuy nhiên trường hợp mà thị trường của chúng ta đi ngang nó cũng không quá tiêu cực anh chị. Nếu như không tăng thì nó vẫn đi ngang và chúng ta vẫn có cơ hội để đầu tư. Tuy nhiên á, nếu như mà thị trường đi ngang quá lâu, nhưng anh chị mình sẽ thấy là cái thanh khoản của thị trường á, nó tăng điểm, tức là cái thanh khoản liên tục lớn nhưng giá nó lại không tăng, thì chúng ta cần phải lưu ý là xác suất rũ bỏ, xuất hiện những cái nhịp rũ bỏ là cao. Còn trường hợp nếu như mà đi ngang mà cái thanh khoản thấp, có khối lượng thấp á, cái volume nó thể hiện cái xu hướng thấp dần thì nó sẽ tích cực. Tại vì sao? Ví dụ như đây nha anh chị, giai đoạn tháng 6 vừa qua của VNI, anh chị mình thấy nè, thị trường nó tạo những cái biên sideways, cái biên đi ngang, đúng không? Đó, có những cái nhịp shake an nhất định. Tuy là cái khối lượng lớn ở những cái bước đầu khi mà thị trường bắt đầu đi ngang á, thì cái volume nó lớn, nó shake out rũ bỏ lớn. Tại vì trước đó á, là một cái quá trình tăng điểm, thì khi mà shake out một cái chắc chắn là xu hướng sẽ có yếu tố chốt lại. Vì vậy là khối lượng lớn là hoàn toàn hợp lý. Nhưng càng về sau, sau khi mà cái xu hướng đi ngang á anh chị, nó phải có những cái yếu tố kiệt và thanh khoản thì nó mới tích cực. Chứng tỏ một điều là gì? Ở đây anh chị mình thấy nè, xu hướng volume nó có xu hướng giảm thì sau đó VNI nó vẫn duy trì đà tăng, tiếp diễn cái đà tăng, đúng không? Cho chứng tỏ một điều là gì? Khi mà thị trường nó đi ngang với thanh khoản thấp dần, thể hiện một điều nhà đầu tư không quá quan tâm, không có sự quan tâm nhiều về cái xu hướng hiện tại của thị trường. Đó, khi mà không có sự quan tâm quá nhiều của nhà đầu tư thì anh chị mình thấy là sẽ dễ dàng đi lên hơn cổ phiếu. Đó là lý do tại sao mà một cái mã cổ phiếu chúng ta sẽ thấy thường trước khi mà cổ phiếu xuất hiện một cái phiên breakout thành công á, một cái điểm gọi là buy vote, một cái điểm breakout thành công, thì trước đó luôn là những cái dao động đi ngang tích lũy với khối lượng kiệt. Cái khối lượng thấp nó thể hiện một cái điều đó là gì? Nhỏ lẻ, không quan tâm quá nhiều vào xu hướng của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Đó, và cổ phiếu nó cũng sẽ đi lên với cái xu hướng gọi là gì? Ít kháng cự nhất. Đấy, nên là cái giai đoạn trước á, cái giai đoạn tích lũy trước á, cái yếu tố kỳ cung nó rất là quan trọng. Anh chị mình lưu ý ha. Vì vậy cho nên là nếu như mà VN Index của chúng ta trong cái tuần sắp tới đi, đó, vẫn tiếp diễn xu hướng tăng thì không nói ha. Cổ phiếu nó vẫn duy trì cái xung lực tăng, không nói. Nhưng khi mà anh chị mình thấy cái xu hướng đi ngang của thị trường nó vẫn tiếp diễn, nhưng mà song song với đó thì cái thanh khoản nó lại gia tăng á, thì chúng ta cần phải lưu ý. Đó, trong ngắn hạn nó có khả năng xuất hiện những cái nhịp rung lắc rũ bỏ. Thì khi nào mà nó xuất hiện những cái tín hiệu như vậy á, thì em sẽ lên video cập nhật với anh chị mình. Xác suất ha, nó có tín hiệu á, thì em sẽ lên video để mà chia sẻ với anh chị mình nhiều hơn. Còn nếu mà anh chị mình muốn cập nhật nhanh nhất thì chắc chắn là phải đồng hành cùng với hệ thống khách hàng ha. Tại vì có những cái tín hiệu mới gì thì em luôn update tại hệ thống khách hàng đầu tiên để mà anh chị khách hàng có thể nắm bắt tình hình đó và đưa ra những cái chiến lược hành động nó phù hợp nhất đối với cổ phiếu. Đấy, thì đó là cái xu hướng của thị trường, nói với anh chị mình một vài điểm để mà chúng ta nắm bắt ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sang cái phần thứ hai là phần phân tích nhóm ngành và cổ phiếu. Và trong cái phần này thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị về một cái yếu tố, về một cái vấn đề, đó là khi nào nên chốt lãi cổ phiếu. Đó, thì cái cách để mà chúng ta có thể chốt lãi được cổ phiếu để mà chúng ta không gọi là quá áp lực về cái xu hướng của cổ phiếu. Đấy, thì ở đây tí nữa ở cái phần thứ hai thì em sẽ đi chia sẻ ha, khi mà đi phân tích cổ phiếu á, mình sẽ đề cập để mà anh chị mình nắm bắt. Dạ rồi, thì đầu tiên mình sẽ đi phân tích banh chứng khoán trước đi. banh chứng thép trước, em xin lỗi ha, banh chứng thép và bất động sản. Đó, 4 nhóm ngành đó. Đầu tiên là mình đi vào nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng ở tuần vừa qua thì có một cái sự chuyển mình rất là tốt, và kể đến đó là cổ phiếu EIB, là cổ phiếu mà nó xác nhận vào một cái xu hướng tăng rất là tốt anh chị ha. Đó, ngoài EIB xung lực tăng rất mạnh. Anh chị mình thấy là chỉ trong một tuần vừa qua mà cổ phiếu này tăng bao nhiêu phần trăm anh chị? Gần 20%. Và em lưu ý với anh chị mình một điều là nếu như anh chị nào đang có nắm những cái mã cổ phiếu này á, thì đây có khả năng là những cái mã cổ phiếu tăng rất mạnh thuộc dòng ngân hàng. Tại vì xung lực tăng ngắn hạn hiện tại đang rất tốt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ một tuần thôi mà cái biên tăng của cổ phiếu tới tận gần 20%. Thì đây là những cái cổ phiếu mà anh chị phải ưu tiên nắm giữ lại ha, chứ mình đừng nên bán chốt quá sớm. Tại vì có khả năng là nó sẽ sinh lãi cho anh chị mình rất nhiều về sau. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý với em cái vấn đề này. Đừng chốt lãi quá sớm khi mà cổ phiếu nó mới xác nhận vào một cái nhịp tăng chính thôi. Lưu ý ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy cổ phiếu MSB tăng rất tốt ở cái tuần vừa qua. Có hàng thì anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ. Nhưng mà anh chị mình lưu ý giúp em là nó sẽ có những cái phản ứng nhất định khi mà về những cái vùng 15 nha. Đấy, nên là chúng ta lưu ý. Tại đây sẽ là những cái vùng kháng cự của cổ phiếu ngắn hạn. Nên là nếu thích thì anh chị có thể chốt lại 50% khi mà nó chạm về những cái vùng này, đúng không? Và 50% mình vẫn tiếp tục nắm giữ và quan sát cái phản ứng của cổ phiếu ha. Đây là những cái vùng cản mà đỉnh 52 tuần của cổ phiếu này, nên chắc chắn nó sẽ có những cái phản ứng nhất định, nên là anh chị mình lưu ý. Dạ rồi, ngoài EIB và MSB thì chúng ta cũng thấy một số cái mã cổ phiếu ở phiên giao dịch thứ 6 cuối tuần nó có một cái biên độ tăng rất tốt. Ví dụ như là ACB. Thì đối với cổ phiếu ACB á, anh chị mình lưu ý là ở phiên thứ 6 tăng điểm có yếu tố mở biên, nhưng nó hoàn toàn là xuất hiện trong cái phiên ATC. Anh chị mình thấy chạc 15 phút nè. ATC ở phiên hôm thứ 6 cuối tuần có yếu tố cơ cấu quỹ nha anh chị. Nên là một số cái mã như ACB được mua rất là tốt và nó tăng hoàn toàn trong cổ phiếu trong cái phiên ATC. Thì em đánh giá cái phiên tăng này chưa thật sự thuyết phục. Đó. Tuy nhiên, anh chị mình xét về cái xu hướng tích lũy của cổ phiếu đi. So với những cái yếu tố nền giá tích lũy này rất lâu của cổ phiếu, từ giai đoạn đầu năm cho đến hiện tại là đầu tháng 8, thì đâu đó khoảng 7 tháng tích lũy đi ngang ha. Và cổ phiếu nó cũng đã xuất hiện những cái phiên buy vote rồi. Thì em đánh giá là cái xu hướng về sau của cổ phiếu, cái giai đoạn tăng giá về sau của cổ phiếu nó cũng rất là tiềm năng. Đó, nên là mặc dù là nó bị tác động tăng điểm trong cái phiên ATC, thì đôi khi là nó sẽ có những cái yếu tố trả điểm trở lại vào cái phiên thứ hai đầu tuần anh chị. Nhưng mà ở đây anh chị mình lưu ý, như em có chia sẻ đó, về cái yếu tố tích lũy siết chặt có dòng tiền của cổ phiếu, thì anh chị hoàn toàn yên tâm nắm giữ đối với những cái mã cổ phiếu này nha. Đó, xu hướng vẫn đang rất tốt thì chúng ta cứ nắm giữ thôi. Và thậm chí là những cái mã cổ phiếu này nó đang về lại những cái vùng đỉnh lịch sử luôn nha anh chị. Vùng đỉnh thời đại luôn á. Tại cái vùng giá 25, 26 sẽ là những cái vùng cản thời đại của cổ phiếu. Và nếu như mà con này nó có xác nhận vượt á, thì trên này là sao anh chị? Nguyên một cái bầu trời luôn. Đó, chúng ta hoàn toàn yên tâm nắm giữ ha. Và lưu ý, có ACB thì anh chị cứ tiếp tục giữ thôi, và chúng ta sẽ canh những cái điểm gia tăng ha, đạt vào tiêu chí sẽ canh những điểm gia tăng. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng thấy SHB. Nay là cổ phiếu vào VN30 nên thành ra là được mua 20 triệu trong ATC. Anh chị mình thấy nè, chưa 13 triệu mấy á, cổ phiếu. Đấy thì thành ra là đối với SHB á, xu hướng vẫn tốt, anh chị mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ. Thì hiện tại cái đà tăng của nó theo quan điểm cá nhân của em nha, là chúng ta cứ giữ thôi. Tại vì mình không biết đâu là đỉnh của cổ phiếu luôn á. Cái vùng cản mạnh nhất của cổ phiếu á là quanh cái vùng 16 này nè anh chị. Đó, còn nếu như anh chị nào cứ mua được thì mình cứ nắm giữ tại những cái vùng nền này. Đó, có dòng tiền vào ok. Đó, xu hướng tốt, có giai đoạn tích lũy, nền tảng lớn thì chúng ta cứ yên tâm giữ thôi. Điểm mua thì chưa xuất hiện nha. Dòng ngân hàng á, thì em có note lại một số cái mã cổ phiếu mà anh chị mình sẽ chú ý cho cái giai đoạn tuần sau. Cụ thể là một số cái mã như sau, ví dụ như VPBank. VPBank thì ở cái video tuần trước em cũng đã có đề cập rồi. Về căn bản thì mình vẫn giữ cái quan điểm đối với những cái mã cổ phiếu này. Hiện tại là nó chưa có vận động quá đột biến so với cái vùng giá mà em có chia sẻ. Nhưng mà anh chị mình thấy là cái cách dao động của cổ phiếu nè, siết biên rất chặt ha. Đó. Và ở đây xét về cái mẫu hình trung hạn, cổ phiếu này nó đang vận động theo cái mẫu hình vai đầu vai ngược nha anh chị. Đây là cái vai bên phải, vai bên trái, đầu nè, vai nè. Đó, và hiện tại là cổ phiếu đang dao động tích lũy trở lại quanh cái đường neckline ha, quanh cái đường này. Đây là cái đường neckline của VPBank. Đấy, anh chị mình lưu ý, một khi mà cổ phiếu nó có một cái phiên buy vote xác nhận đánh vượt cái đường neckline này, đó, thì bắt đầu là trend sẽ vào nha, là xu hướng tăng nó sẽ được tiếp diễn. Và anh chị mình sẽ thấy là cổ phiếu nó sẽ dao động trên cái mẫu hình vai đầu vai ngược này. Đó, ví dụ như DIG nè anh chị, DIG là cổ phiếu mà nó vận động theo cái mẫu hình vai đầu vai nha. Đây anh chị mình thấy cái giai đoạn tháng 1 cho đến tháng 4 năm nay á. Nè, đây là cái vai bên trái, đầu vai. Sau khi có một cái phiên xác nhận, cụ thể là hai phiên, con này là phải hai phiên nha. Hai phiên nè, dòng tiền lớn đi vào nè. Đúng không? Hai cái phiên buy vote này vượt cái đường neckline. Sau đó tiếp diễn xu hướng tăng. Đấy, thấy không? Bước vào một cái trend tăng luôn. Đấy, rồi DXG cũng vậy anh chị. Đây là mẫu hình vai đầu vai của cổ phiếu nè. Và đây là cái đường neckline của cổ phiếu nè. Đó, thì anh chị mình thấy sau khi mà có một cái điểm buy vote xác nhận vượt cái đường neckline là cổ phiếu sao? Vận động phía trên cái mẫu hình luôn. Đó, bước vào một cái xu hướng tăng luôn. Rất ok ha. Nên là đối với cổ phiếu VPBank thì cũng rất là tiềm năng. Vì vậy anh chị mình note lại cổ phiếu này cho giai đoạn tuần sau. Đấy, nếu như anh chị nào chưa có thì mình vẫn có thể mở vị thế thăm dò quanh cái vùng giá 22.2 này được ha, 22.x. Đó, lưu ý. Quản trị thì khi mà thủng cái vùng giá 21 anh chị ha, quản trị giúp em là quanh giá 21, tức là đâu đó 5%. Nhưng nếu như một khi nó xác nhận vào thì chúng ta hoàn toàn có một cái biên độ lợi nhuận 15% trong ngắn hạn là bình thường. Lưu ý ha, chúng ta phải đánh khi mà vào một cái vị thế đối với một cái mã cổ phiếu thì anh chị mình phải cân đo giữa cái rủi ro và lợi nhuận. Nếu như rủi ro thấp hơn lợi nhuận thì chúng ta cứ nắm giữ, cứ vào vị thế đó. Mở vị thế đối với một cái mã cổ phiếu khi mà chúng ta xác định được rằng lợi nhuận tiềm năng nó sẽ lớn hơn rủi ro. Đấy, thì em đánh giá là VPBank cũng là một trong những cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tuần sau, nên là anh chị mình note lại nhé. Dạ rồi, thì đó là đối với VIB. Ngoài ra thì một số cái mã cổ phiếu chú ý khác mình có thể note lại như sau. Đó là cổ phiếu VIB. Con này thì cho những anh chị nào chúng ta thích cái biên dao động lỏng của cổ phiếu. Cái biên nó nhiều quá anh chị. Đó, cái biên nó đi nhanh á, thì anh chị mình có thể nói lại cái cổ phiếu này. Và thực chất cái mã cổ phiếu này trong ngắn hạn nó đang vận động rất giống với một cái mã cổ phiếu mà em đã có chia sẻ với anh chị mình về cái cơ hội đầu tư rồi. Anh chị mình thấy nè, trước đó là cái giai đoạn cổ phiếu tích lũy nè, đúng không, xác nhận đáy hồi phục, sau đó tái tích lũy lại và có một cái phiên buy vote, một cái phiên cái phiên này phiên breakout khỏi cái vùng nền của cổ phiếu ha, sau đó bà cổ phiếu bắt đầu tích lũy trở lại. Và đối với cái vận động xu hướng đi lên, chúng ta thấy xây nền nè, nền thứ nhất, nền thứ hai, đây là cái nền ngắn thôi, đấy, nền thứ ba. Đấy, rất dễ thu hút dòng tiền nha. Và nó tương đồng với một cái mã cổ phiếu là LAS anh chị. Anh chị mình còn nhớ, không biết còn nhớ hay không, nhưng mà mình có chia sẻ với anh chị mình về cái cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu này tại cái nền giá thứ ba nè. Đó, cứ vào ha, đây, nền thứ nhất, nền thứ hai, nền ngắn thôi, nền thứ ba. Đấy, trước đó cũng là một cái giai đoạn tái tích lũy của cổ phiếu, tại đấy là tái tích lũy, nó rất là tương đồng nha. Và một cái điểm của VIB á, đó là gì, nó thể hiện được cái là gì, thanh khoản kiệt dần. Đấy, không có sự quan tâm quá nhiều của nhỏ lẻ thì cổ phiếu rất dễ thu hút dòng tiền nha. Đó là hai cổ phiếu dòng ngân hàng mà em muốn note lại với anh chị mình ở tuần sau. Đấy, còn một số cái mã cổ phiếu mà tuần vừa rồi em có đề cập, ví dụ như BID thì nó vẫn đang trong cái vùng tích lũy thôi anh chị, vùng phản ứng khi mà cổ phiếu nó về lại những cái đỉnh thời đại thôi. Hoặc là như CTG thì anh chị mình thấy ở tuần vừa qua cũng có những cái biên tăng rất là tốt mà hiện tại cũng đang tạo những gặp lại kháng cự rồi nè, nên là nó sẽ có những phản ứng nhất định ha. Và chúng ta sẽ để ý cổ phiếu này khi nào mà cho trạng thái kiệt về thanh khoản á, thì đó sẽ là những cái điểm chúng ta có thể lấy vị thế được ha. Có hàng thì vẫn giữ thôi anh chị, còn điểm mua ở thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa xuất hiện ha, điểm mua an toàn chưa xuất hiện. Dạ rồi, MB thì nó dao động tương đối lỏng, dòng tiền vào cũng chưa thật sự đạt. Nói chung tiền chưa vào cổ phiếu này anh chị, mặc dù là xu hướng trước đó mẫu hình tích lũy nền tảng trong nền tảng, nhưng mà nó vẫn chưa hút được dòng tiền mạnh tham gia. Còn Techcom thì sao? Techcom thì cũng chưa quá quyết liệt trong cái giai đoạn này ha. Và hôm thứ Sáu thì chúng ta thấy bị bán với khối lượng lớn này, khả năng là biến động lớn trong ATC đúng không? Đấy, bị bán. Thành ra đối với những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình thấy ở phiên hôm thứ Sáu nó bị đột biến bất thường về cái thanh khoản á, thì thường là cổ phiếu nó quỹ cơ cấu. Đấy, nên là ở thứ Hai đầu tuần nó sẽ có những cái yếu tố trải điểm nhất định ha. Dạ rồi, đó là đối với dòng ngân hàng. Và bây giờ mình đi sang cái dòng thứ hai là cái dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán á, thì ngoại trừ cổ phiếu VIX cổ phiếu VIX này nó đang ở cái pha chạy nước rút. Không biết anh chị mình còn nhớ trạng thái của cổ phiếu chạy nước rút không? Tại vì em có chia sẻ ở cái video gần đây nhất rồi nè. Đó, thì hiện tại là con này nó đang ở cái pha chạy nước rút. Ngoài VIX ra thì những cái mã cổ phiếu còn lại chưa xuất hiện cái pha chạy nước rút này. Đó, đó là một cái điểm anh chị mình phải lưu ý cái dòng chứng khoán. Đó, nó vẫn có khả năng đi lên. Và cái thứ hai nữa thì gần đây cái nhóm bất động sản nó lại dậy sóng, đúng không? Thì đây là cái nhóm mà nó tăng sâu, thì đôi khi nhà đầu tư họ chưa mua được nhóm chứng khoán thì họ lại đổ dồn sang cái nhóm bất động sản. Tức là cái nhóm bất động sản nó sẽ thu hút một lượng cầu nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều. Đó, nên là đôi khi cái nhóm chứng khoán này anh chị mình lại bỏ mặt nó, lại không có thích nó nữa khi mà thấy nó lại chững cái đà tăng. Tuy nhiên á, anh chị mình lưu ý cái nhóm chứng khoán này như em có chia sẻ, nó vẫn còn tiềm năng, và chúng ta vẫn thấy là cái trạng thái của các cổ phiếu nó đang tái tích lũy trở lại thôi. Đó, chứ bản chất là không phải cổ phiếu nó yếu hay gì cả. Ví dụ như một cái mã cổ phiếu anh chị mình muốn tăng đều đi, anh chị mình sẽ thấy trong suốt một cái giai đoạn tăng của cổ phiếu á, nó luôn có những cái nhịp nghỉ chân, đúng không? Những cái nhịp mà nghỉ lại tạo đà. Ví dụ như anh chị mình đi leo núi đi chẳng hạn, khi mà mình đi leo núi xong mình lại thấy những cái cao bằng, đúng không? Thì mình sẽ lại dựng trại lên đó, mình nghỉ ngơi, rồi mình lại tiếp tục gì? Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống, rồi lấy sức khỏe xong, mình lại tiếp tục leo núi tiếp, chinh phục những cái đỉnh cao mới. Thì cổ phiếu nó cũng như vậy thôi anh chị. Khi mà trong một cái giai đoạn 2 á, anh chị mình không đòi hỏi được là nó cứ duy trì cái đà tăng mạnh được đâu. Nó sẽ tăng, xong nó lại nghỉ, xong nó lại tăng. Thì đó là cái vận động anh chị mình phải nắm bắt ha, chứ không phải là cổ phiếu nó ngừng chân rồi anh chị mình nói nó yếu là hoàn toàn không phải, và chúng ta bán nó ra thì cũng rất là tiếc nha. Đó, dòng chứng khoán thì em vẫn đánh giá là nó có khả năng dẫn dắt, nó vẫn đang mang cái tính dẫn dắt và index của chúng ta đi lên. Đấy, nên là lưu ý giúp em. Và cái dòng này thì chúng ta sẽ chú ý những cái mã cổ phiếu nào cho những anh chị nào chưa có hoặc là chúng ta muốn mua. Thì ở đây mình điểm qua một vài cái mã cổ phiếu ở tuần vừa qua đi. Ví dụ như ORS thì vẫn duy trì cái xu hướng tăng, ok, có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ, điểm mua chưa xuất hiện ha. VCI anh chị mình thấy cũng tăng hơn 4%, nhưng chúng ta thấy là cái thanh khoản nó chưa thật sự đồng nhất nè. Đấy, theo một cái gọi là cái quy luật cung cầu của cổ phiếu á, thì khi mà giá tăng, khối lượng tăng thì nó mới đạt chuẩn ha. Còn ví dụ như giá tăng nhưng khối lượng nó không tăng thì cần phải đánh giá lại. Đấy, vì vậy là đối với cổ phiếu VCI á, mặc dù là xu hướng tăng tốt anh chị, nhưng mà thực chất để mà nói về cái điểm mua an toàn của cái phiên này á, nó cũng tương đối khó nha. Đấy, nên là đối với VCI thì theo em là anh chị nào có hàng chúng ta nắm giữ nha, và có thể gia tăng được thôi. Còn mua mới á, thì mình sẽ chú ý những cái mã cổ phiếu nào nó tạo nền, nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ như ở đây FTS cũng là một trong những cổ phiếu anh chị mình có thể chú ý nè, đúng không? Anh chị mình sẽ thấy cổ phiếu này là nó đang vận động theo mẫu hình nền, dòng nền, và hiện tại đây là cái nền giá thứ tư của cổ phiếu. Thông thường một cái mã cổ phiếu á, nó sẽ có hai nền tảng, thì chúng ta ví dụ như hai nền tảng thì chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn tăng giá của cổ phiếu nó sẽ bắt đầu, đúng không? Hai nền tảng giá sẽ là hai cái nền mà mới khởi đầu xu hướng tăng của cổ phiếu, và cái nền giá thứ ba hoặc thứ tư nó vẫn có khả năng đi lên đó, nhưng mà ở cái nền giá thứ ba và thứ tư thì chúng ta sẽ thấy là đây là những cái nền giá cuối mà cổ phiếu nó gọi là giai đoạn, cái nền giá cuối trong một cái giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu đó, anh chị đó. Thì sau cái nền giá thứ tư này cổ phiếu nó vẫn có khả năng tăng, và thậm chí là nó có khả năng vào cái pha chạy nước rút cao luôn anh chị nha. Đó, rồi sau đó nó mới có những cái áp lực điều chỉnh. Ví dụ như em lấy cổ phiếu Liên Việt á. Liên Việt cái giai đoạn năm 2020 thì anh chị mình sẽ thấy là nó đi lên theo cái kiểu mẫu hình nền tảng trong nền tảng á. Đây cũng 4 nền tảng giá, và ở cái nền tảng thứ tư nè anh chị mình thấy nè, cái pha tăng tốc nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Đó. Đúng không? Đấy, nên là anh chị mình lưu ý cổ phiếu FTS hiện tại là đang ở nền giá thứ tư. Đấy, nên là tại cái vùng này thì chúng ta có thể cân nhắc vào thăm dò được. Đấy, và chúng ta sẽ quản trị rủi ro giúp em, đó là quanh cái vùng giá 31, tức là 6%. Nhưng mà nếu như con này xác định vào một cái pha chạy nước rút á, thì hoàn toàn 15-20% là bình thường nha. Đối với FTS thì anh chị mình có thể chú ý được nè. Đấy, ngoài ra những cái mã cổ phiếu mà nó nền tảng trong nền tảng như thế này rất là nhiều. Ví dụ anh chị mình sẽ thấy SSI nè, đó cũng là đang ở nền tảng giá thứ tư nè, và con này anh chị mình cũng có thể chú ý được nè ha, tại cái vùng hiện tại. Nhưng mà lưu ý là phải có những cái yếu tố quản trị, thì quanh cái vùng giá 27 năm hoặc là 27 đi đó, thì anh chị mình sẽ quản trị. Khi mà cổ phiếu nó thủng 27 á, thì mình sẽ hạ ra, còn nếu như không thủng thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ để mà chúng ta có thể gọi là gì, ăn một cái nhịp chạy nước rút của cổ phiếu nha. Là đó là đối với SSI, mặc dù là chúng ta sẽ thấy con này tăng giá cao rồi, đúng không, mình không muốn mua nó nữa, nhưng mà anh chị mình sẽ thấy một cái điểm chung của những cái mã cổ phiếu tăng mạnh á, là mình mua giá cao mình sẽ có giá cao hơn để mà mình bán. Đôi khi anh chị mình chọn những cái mã cổ phiếu nó yếu hơn, giá nó chưa tăng nhiều, nhưng mà cái tốc độ sinh lãi của cổ phiếu đó nó sẽ chậm hơn. Đó, nó không phải là những cái mã cổ phiếu tăng mạnh nhất. Đấy, nên là cái tư duy mà mua cổ phiếu giá rẻ thì không nên ha, và anh chị mình phải đặt cái cổ phiếu mạnh nhất, lựa chọn những cái mã cổ phiếu mạnh nhất để mà chúng ta tham gia. Và đa số những cái mã cổ phiếu này nó đều có những cái mẫu hình đấy để mà anh chị mình có thể cân nhắc, và chúng ta tìm những cái điểm vào sao cho nó phù hợp nhất. Về căn bản thì vị thế của room khách hàng á, là đang ở cái nền giá số 2 nè anh chị. Đó, đang ở nền giá số 2, hiện tại là vẫn đang nắm giữ, và chúng em cũng sẽ canh gia tăng cổ phiếu này khi mà nó đạt về cái tiêu chí của em ha. Đấy, để mà mình ăn trọn một cái nhịp chạy nước rút luôn, là mình hoàn tất deal của cổ phiếu này luôn. Mua ở dưới này, thực chất á, là SSI á, room khách hàng em mua tại vùng dưới này, và trong cái giai đoạn tăng ở cái nền số 2 và nền số 3 của cổ phiếu á, mình đánh lướt rất là nhiều lần. Mình không nhớ là khoảng tầm 2 vòng 3 vòng gì đó mình ăn cổ phiếu này, dựa vào cái vị thế đang có và mình đánh lướt cổ phiếu, cứ mua rồi bán ra giá cao hơn, xong rồi cổ phiếu nó cân bằng hoặc là rủ nhẹ lại, mình lại mua vào và mình lại lướt cao hơn. Đó, ăn rất nhiều vòng của cổ phiếu rồi ha. Đấy, nên là mình sẽ canh một cái thời điểm thích hợp nhất để mà mình đánh gia tăng, ăn cái nhịp chạy nước rút của cổ phiếu. Anh chị nói lại cổ phiếu SSI nhé. Ngoài SSI thì ngoài ra một cái mã cổ phiếu nó khá là an toàn, và em cũng đã nhắc khá là nhiều ở video rồi, đó là cổ phiếu SBS. Cổ phiếu này cũng form luôn nền tảng trong nền tảng nha anh chị. Đó, con này á, thì anh chị mình nắm giữ á, nó sẽ hơi chán một chút, tại vì đa số là nó chỉ đi ngang thôi. Nhưng một khi cái mã cổ phiếu này mà nó đã xác nhận có dòng tiền, anh chị mình nắm nó rất là sướng. Như là cổ phiếu C4G ở phiên hôm thứ Sáu nè anh chị, sàn Upcom nha. Anh chị mình thấy suốt một cái giai đoạn vừa rồi nó cũng gọi là cái form cổ phiếu nền tảng trong nền tảng nha anh chị. Và ba nền tảng giá nha, nền thứ nhất, nền thứ hai nè, nền thứ ba nè. Em vẽ chưa có được chuẩn lắm ha. Cái nền đó, ba nền tảng giá của cổ phiếu. Đấy, thì anh chị mình thấy nè, Có phải nắm những cái mã cổ phiếu này khi mà nó vận động đi lên xây nền đó, vậy anh chị mình thấy rất chán đúng không? Đó, thực chất là room khách hàng của em cũng có vào những cái mã này, nhưng mà mình nắm quá lâu anh chị, nên mình chán, mình bán sang những cái mã, mình mua những cái mã khác. Cái thời điểm đó thì mình bán C4G, mình bán OI, mình vào KDH anh chị. Đó, nên thành ra là hiện tại là bị miss cái cơ hội của C4G, cũng tương đối tiếc. Nhưng mà tại thời điểm đó thì những cái dòng khác nó tiềm năng hơn nên là mình dịch chuyển sang. Nhưng mà hiện tại anh chị mình thấy đó, C4G sau khi mà cổ phiếu nó tạo những cái nền đi lên, đúng không? Rất tốt, thì sao? Hôm thứ Sáu có dòng tiền vào luôn. Thực chất những cái mã cổ phiếu này nó cũng có câu chuyện nữa. Nó là một trong những cái gọi là doanh nghiệp tham gia vào cái dự án sân bay Long Thành. Đó, ngoài VCG có được cái gói thầu cao nhất thì C4G nằm ở vị trí thứ hai đó anh chị. Đấy, nên là thực chất nó cũng có câu chuyện. Tuy nhiên ở đây mình thấy cái cách mà cổ phiếu nó vận động, nó vẫn đẹp ha, nó xây nền tảng giá nè. Đấy, hoặc là như CTI nè, em có giới thiệu với anh chị mình ở cái video, hai video gần đây nhất đúng không? Cũng là cổ phiếu ba nền tảng giá và anh chị mình cần phải lưu ý nè, nền thứ nhất nè, nền thứ hai nè và nền thứ ba. Thì có phải là cổ phiếu này nền thứ ba sau khi mà nó tạo những cái điểm kiệt và thanh khoản thì bắt đầu có dòng tiền và đẩy lên rồi. Đó, cũng là những cái biên độ tăng khá là tốt của cổ phiếu, đúng không? Đó, nhưng mà hơi tiếc là tăng, gọi là tăng nó chưa có được thành công lắm thôi. Thì kỳ vọng là ở những phiên sau nó sẽ có những cái sự trả điểm trở lại ha, và nó duy trì được cái vùng trên này. Đó, thì thành ra nè, anh chị mình thấy nè, chán thì chán, nhưng một khi nó đã vào xác nhận là vào luôn. BSR nè anh chị mình thấy không? Một khi vào sóng rồi thì sao? Đánh rất quyết liệt, đỡ giá rất tốt luôn. Thực chất là con này nó không giảm đâu, mình mua luôn á anh chị. Một khi nó đã có xác nhận dòng tiền rồi thì nó đánh rất quyết liệt ha. Anh chị mình thấy đó, nắm những cái mã cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi chán không? Rất chán luôn á. Chê lên, chê xuống, chê nó ổng ẹo, chê nó chán tùm lum. Nhưng mà sao? Một khi nó đánh rất quyết liệt, và sống rất quyết liệt. Đó, nên là anh chị mình lưu ý con SBS nha. Đấy, mặc dù nó chán thì nó chán đó, nhưng mà về phía sau á, em đánh giá nó rất tiềm năng á, nên là nó lại con này nha, nền tảng số 3 luôn. Đó, lưu ý SBS nhé. Thì đó là đối với cổ phiếu nhóm chứng khoán. Ngoài ra thì có một số cái mã cổ phiếu khác nó cũng đang vận động, ví dụ SHS cũng đang vận động rất là tốt. Đó, thì anh chị nào có hàng thì nắm giữ thôi ha. Nhìn chung là xu hướng của cổ phiếu nhóm chứng khoán vẫn đang khỏe, không vì gì phải bán ra cả, lưu ý nhé. Đó, những cái mã cổ phiếu nó lại. MBS cũng tốt nha anh chị. MBS nó đang phản ứng tại cái vùng đỉnh 52 tuần. Hiện tại là đang cho những cái tín hiệu kiệt và thanh khoản rồi. Khi em nằm kích hoạt được dòng tiền tham gia ở cái vùng này thì em sẽ cho những cái điểm gia tăng về sau ha, lưu ý MBS. Hoặc là HCM cũng vậy, HCM cũng đang tạo cái nền giá khi mà nó gọi là gì, nó tương tự như VCI anh chị. Giai đoạn này nè, đấy, tương tự VCI tại cái vùng này, đúng không? Cũng là có những cái yếu tố sideways up, nâng đáy đi lên, sau đó là chững lại khối lượng kiệt. Đó, thì hiện tại cũng tương đồng như vậy, cái form xem. Đó, nên là anh chị mình có thể chú ý HCM được luôn ha. Đấy, nhìn chung dòng chứng khoán hiện tại đang tạo đà tốt, ok. Tiếp theo mình đi qua cái dòng thép. Dòng thép là cái dòng mà ở tuần vừa qua xung lực nó có phần yếu hơn một chút. Ví dụ như những cái mã như HPG thì về cơ bản HPG anh chị mình thấy là tuần vừa qua là nó chủ yếu giảm thôi, giảm còn khối lượng lớn nữa khi mà nổ vô ở quanh những cái vùng giá 26.x đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy đó là gì, những cái vận động giảm này hoàn toàn phù hợp so với cái giai đoạn tăng trước đó vừa rồi của cổ phiếu. Những cái nhịp giảm này á, là nó đang tiêu hóa lại những cái lượng cung nhà đầu tư mua ở những cái vùng trên này nè anh chị. Đó, một cổ phiếu tăng mạnh rồi thì anh chị mình phải cho nó điều chỉnh trở lại để mà nó tạo một cái mặt bằng giá mới, một cái chiết khấu mới, nó rũ bỏ được những nhà đầu tư nhỏ lẻ ra. Đó, thì sau đó cổ phiếu nó mới bước vào giai đoạn tái tích lũy lại. Đấy, lưu ý ha. Thì đối với HBG em đánh giá là anh chị nào có vị thế giá vốn tốt á, thì mình vẫn nắm giữ được để mà mình quan sát theo dõi cổ phiếu. Sẵn tiền đây thì em sẽ chia sẻ một cái thủ thuật gọi là khi nào chốt lại á, để mà anh chị mình nắm bắt nè. Khi mà anh chị mình muốn chốt lại một cái mã cổ phiếu á, thì thường là chúng ta sẽ bị do dự, đúng không? Khi mà cổ phiếu nó đang tăng giá. Ví dụ anh chị mình có vị thế giá vốn tốt đối với HBG tại cái vùng giá 21.x đi. Và bây giờ thì anh chị mình vẫn đang có lãi luôn, mặc dù là cổ phiếu nó đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, đúng không? Mình vẫn có một cái biên độ lợi nhuận tốt hơn 20%. Và phân vân là không biết nên có bán hay là không. Ví dụ như mà mình bán sớm quá thì mình sẽ bị gọi là sợ mất đi những cái khoản lãi trong tương lai. Còn nếu như mà mình bán muộn đi, mình bán chậm đi, mình sẽ cảm thấy gọi là tiếc nuối vì mình bị cái khoản lãi của mình bị bào mòn, mình bị mất lợi nhuận đó anh chị. Đó, thì đó là dẫn đến chúng ta thấy là có xuất hiện những cái trạng thái gọi là do dự, đúng không? Nên là em lưu ý với anh chị mình, nếu như mà chúng ta đang ở mắc kẹt ở cái trạng thái này thì mình sẽ gọi là gì? Tuân thủ những cái nguyên tắc giao dịch. Và đó là cái phương án chặn lãi nó ra đời anh chị. Đó, anh chị mình có thể chốt lãi, rất là nhiều phương án chốt lãi. Ví dụ như là mình dựa vào cái vận động về giá và khối lượng của cổ phiếu nè, hoặc là mình dựa vào cái đường trung bình nè, hoặc là mình dựa vào cái mốc chặn lãi của cổ phiếu nè. Đó, rất là nhiều phương án chặn lãi. Nhưng mà ở đây ví dụ như nha, anh chị mình muốn chốt thì anh chị mình cần phải có một cái góc nhìn toàn cảnh của cổ phiếu. Và ở đây góc nhìn toàn cảnh đó là gì? Thì ở đây anh chị mình thấy HBG nó đang trong cái giai đoạn số 2 là giai đoạn pha tăng giá. Trước đó là cái giai đoạn tái tích lũy của cổ phiếu. Một cổ phiếu nó sẽ thường có 4 chu kỳ: tích lũy, đẩy giá, phân phối và đề giá. Và mình tham gia đầu tư khi mà cổ phiếu đang ở giai đoạn tăng giá, đúng không? Và hiện tại là HBG vẫn đang trong cái giai đoạn tăng giá nha anh chị. Nó chưa có những cái yếu tố vi phạm một cái xu hướng tăng trung hạn. Đó, trong ngắn hạn nó có thể điều chỉnh, nhưng xu hướng tăng trung hạn nó vẫn đang được giữ. Đấy, thì thành ra ở đây cái nguyên tắc của anh chị mình khi chốt lãi nó sẽ như thế nào? Ví dụ như anh chị mình có giá vốn tốt quanh cái vùng giá 21.x. Và ở đây nếu như con này nó vi phạm quanh cái vùng giá 26, quanh cái vùng này nè anh chị, anh chị mình có thể chốt lãi ngắn hạn. Hoặc anh chị mình có thể mở cái đường MA 10 ngày ra. HBG. Hoặc anh chị mình có thể mở cái đường MA 10 ngày ra thì chúng ta có thể chốt theo cái đường này. Ví dụ như giá nó có xu hướng giảm thủng qua cái đường MA 10 này thì mình có thể chốt lãi. Ở đây em khuyến khích chốt lãi một phần thôi, không chốt lãi hết nha. Đó. Hoặc ví dụ như nó thủng cái mức chặn lãi của anh chị mình là 26. Tại vì theo em á, tại vì sao sẽ là vùng 26 anh chị? Tại vì so với một cái biên giá con này tăng hơn một tháng thì nó tăng hơn 30%. Thì đối với một cái biên độ chiết khấu 10% là hoàn toàn bình thường. Đó, nên là quanh cái vùng 26 sẽ là cái vùng anh chị mình có thể cân nhắc được ha. Ví dụ nó vi phạm cái vùng 26 mình có thể chốt lại. Đấy, chứ mình không cố gắng đoán đỉnh đáy cổ phiếu. Ví dụ như đoán đáy cổ phiếu là đâu để mình vào bắt, hoặc là như đoán đỉnh để mà mình chốt lãi rất là khó ấy. Nên là mình sẽ tuân thủ những cái nguyên tắc đặt ra. Thì đó là hai cái phương án mà để anh chị mình có thể cân nhắc và lựa chọn sao chốt lãi sao cho nó phù hợp. Trường hợp nếu là em nha, mà em mua được vùng dưới này á, thì em vẫn tiếp tục nắm cổ phiếu anh chị. Ví dụ như KDH á, đây là cổ phiếu mà em có vị thế giá vốn rất tốt quanh cái vùng giá 31.x. Và hiện tại là mình vẫn đang có lãi. Và anh chị mình thấy nè, mặc dù nó điều chỉnh nhưng lý do nào em lại không chốt, đúng không? Đó, mình sẽ có những cái phương án chặn lãi sao cho nó phù hợp nhất. Đó, không bị vi phạm. Ví dụ như quanh cái vùng giá 36 cũng là cái vùng mà em cho cổ phiếu, cái vùng 35 sẽ là cái vùng em chặn lãi anh chị. Nếu như nó thủng vi phạm cái vùng này thì em sẽ bán chốt hạ một phần. Còn nếu như nó vẫn duy trì được thì mình vẫn cứ nắm giữ thôi. Đấy, thì đó là lý do tại sao hiện tại KDH vẫn là cổ phiếu mà em nắm giữ đến hiện tại luôn nha. Mặc dù nó tăng tốt nhưng mà mình lại không chốt. Và cái lý do tăng tốt á mà mình lại giữ á, thì mình có chia sẻ rồi, đúng không? Đối với một cái mã cổ phiếu trong ngắn hạn tăng biên 20%, ví dụ như EIB, đúng không? Cứ nắm giữ cho em. Những cái mã cổ phiếu này xung lực dòng tiền vào rất mạnh, đã có xác nhận dòng tiền của tổ chức rồi thì anh chị mình cứ yên tâm nắm giữ. Đó, KDH. Đấy, lưu ý ha. Đấy, thì đó là cái phương án. trước mắt là chúng ta phải có những cái gọi là cái nhìn toàn cảnh anh chị. Ví dụ như KDH đi, thì chúng ta thấy nè, đang ở nền tảng giá số 2. Từ cái nền tảng số 2 này cổ phiếu mới bắt đầu cái giai đoạn đại giá thôi, đúng không? Đấy, thì không thể nào mà tích lũy suốt 7 tháng trời mà cổ phiếu nó chỉ đánh lên 20%. Tổ chức họ bỏ rất nhiều công sức để mà họ gom hàng, rồi họ đẩy tiền vào quanh cái vùng giá 2x30, đúng không? Không thể nào đánh lên tới 6 điểm thôi là cổ phiếu nó down. Rất ít trường hợp như vậy. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý, dư địa cổ phiếu nó vẫn còn thì mình cứ yên tâm nắm giữ nhé. Đấy, ví dụ như HBG anh chị nào bán ra rồi á, không sao cả, mình sẽ chờ giai đoạn tái tích lũy của cổ phiếu, chúng ta có thể chú ý trở lại. Hai, chúng ta có thể đánh giá liệu cái này là tái tích lũy hay là tái phân phối á, sẽ có những cái yếu tố đánh giá dựa vào những cái vận động của cổ phiếu, thì em chỉ sẽ chia sẻ sâu ở một cái video khác. Còn hiện tại thì mình lưu ý, ví dụ con này là nó tái tích lũy lại thì mình vẫn có thể chú ý, đúng không? Xem coi những cái tín hiệu nào mình có thể vào và mua được. Đó, thì đó là những cái trạng thái của cổ phiếu để mà anh chị mình nắm bắt. Quay trở lại với dòng thép thì ngoài HBG ra mình sẽ có những cái mã khác, ví dụ như là HSG. Một cái điểm mà em quên nhắc của cổ phiếu HBG mà anh chị mình nên gọi là có vị thế tốt nên nắm giữ này. Tại vì cái con này nó đã vượt đỉnh 52 tuần rồi nè anh chị, vượt đỉnh tháng 8 rồi nè. Đó, đây là những cái vùng đỉnh mà đa số anh chị mình thấy các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nó đang tìm về lại những cái vùng đỉnh 52 tuần. Mà HBG là con đã vượt rồi ha, nó đã vượt rồi và nó đang có những cái phản ứng test trở lại thôi. Đấy, thì thành ra đây là một trong những cổ phiếu thuộc xu hướng khỏe của dòng thép. Ngoài ra anh chị mình sẽ thấy HSG nó cũng đang có những cái phản ứng khi mà về lại những cái đỉnh 52 tuần này, đúng không? Chỉ ít HSG trong cái giai đoạn này em thấy nó giữ cái vùng này rất là tốt nha. Còn so sánh với Nam Kim thì mình lại thấy nó không giữ được giá nhiều. Đó, cái đỉnh của nó 52 tuần quanh đây lận nè, và nó đang nằm ở dưới này, xu hướng nó sẽ yếu hơn. Đó, còn HSG xu hướng nó vẫn khỏe hơn con Nam Kim. Đó nên là lý do anh chị nào nếu thích dòng thép thì mình có thể chú ý HSG được nha. Đây cũng là một cổ phiếu mà em có nói với anh chị mình ở những cái video vừa rồi, thì mình nhắc lại thôi, vận động của cổ phiếu nó vẫn đang tốt, được đợi giá khỏe. Anh chị mình thấy VN Index sideways, đồng ý là con này cũng sideways nó chứ nó cũng không tăng nhiều, đúng không? Nhưng mà so sánh với Nam Kim đi, mình lại thấy HSG nó khỏe hơn. Nam Kim nó không giữ được cái nền này anh chị, nó lại điều chỉnh giảm nè, đúng không? Còn HSG nó lại giữ được nên tốt thì ok, vẫn cứ nắm giữ thôi nếu anh chị nào đã có mua rồi ha. Dạ rồi, thì đó là đối với dòng thép. Do là dòng thép á, nó chưa mang cái tính đồng thuận, và trong ngắn hạn nó cũng hơi yếu hơn, nên thành ra là em cũng chưa ưu tiên dòng thép trong cái đoạn này. Mình sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái dòng nó đang hút tiền ha. Dạ rồi, banh chứng thép rồi, đi qua nhóm bất động sản. Bất động sản thì ở tuần vừa qua chúng ta thấy lần lượt các cổ phiếu đều tăng điểm rất là đạt. Ví dụ như Novaland nè, đúng không? Liên tục có dòng tiền vào giải ngân, ok ha. Hưng Thịnh. Đó, Hưng Thịnh là cũng là một trong những cổ phiếu tăng rất sốc ở giai đoạn tuần vừa qua. Đó, anh chị nào có hàng thì xin chúc mừng. Ngoài ra chúng ta cũng thấy những cái mã cổ phiếu như DIG duy trì dòng tiền và rất là tốt, hoặc là như DXG. Đó, xu hướng ok, đúng không? Thì con này có những cái điểm mua không á, thì về cơ bản nhóm bất động sản hiện tại em chưa thấy những cái điểm mua an toàn nha anh chị. Do là cổ phiếu nó duy trì cái đà tăng nên thành ra là nó rất khó để mà chúng ta có thể mở vị thế. Khi mà cổ phiếu đang thu hút cái dòng tiền nhỏ lẻ như vậy, kéo tăng như vậy rất là khó mua. Đấy, nên là tốt hơn hết anh chị mình nên chờ cổ phiếu nó cân bằng lại. Ví dụ như chúng ta có thể thấy những cái mã KDH nè. Đó, hiện tại là cổ phiếu nó đang ở cái trạng thái ổn định khá là tốt sau những cái yếu tố điều chỉnh, đúng không? Thì chúng ta có thể chờ thêm vài phiên nữa. Khi mà cổ phiếu nó tạo những cái điểm kiệt về cái thanh khoản, đấy, thì chúng ta có thể cân nhắc mở cái vị thế đối với cổ phiếu này ha. Rồi ví dụ như Nam Long thì sao? Nam Long thì hôm thứ Sáu cũng có dòng tiền vào luôn. Đấy, anh chị mình thấy Nam Long nên nó đang vận động theo cái mẫu hình cũng nền tảng luôn nha. Hiện tại cổ phiếu đang ở cái nền giá số 3. Đây, nền giá thứ nhất, nền giá số 2 và nền giá số 3. Đó, nên là có dòng tiền vào rồi. Điểm buy vote phiên hôm thứ Sáu rất là đạt, nên là anh chị có hàng thì mình cứ tiếp tục giữ. Phiên hôm thứ Sáu này anh chị mình có thể canh gia tăng được nè. Đó, đối với anh chị mình đã có hàng. Còn về cái điểm mua thì chúng ta phải chờ cân bằng lại nhé. BCG. BCG cũng ba nền tảng giá nè anh chị. Đó, cổ phiếu này có dòng tiền và ok ha, rủ cân bằng và đánh luôn. Ổn. HDC. HDC nè, chúng ta thấy có những cái yếu tố cân bằng rồi nè. Đó, nhưng mà khối lượng nó lại chưa thật sự cạn kiệt. Đó thì thành ra khả năng con này á, theo em thì nó sẽ quay về lại được vùng 40, nhưng mà nó sẽ có những cái yếu tố test ở đây nè. Đó nên là anh chị mình lưu ý. Thực chất HDC cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh thuộc nhóm bất động sản nha. Xung lực đoạn vừa rồi tăng rất là tốt. Thì nếu như anh chị nào mà máu lửa, chúng ta mang cái tính mạo hiểm cao á, chúng ta có thể cân nhắc quanh cái vùng này luôn. Đó, quanh cái vùng giá 37.x này luôn. Đó, còn nếu như mà quản trị á, thì mình sẽ quản trị cái mốc là 5%, 5% thôi nha, 4-5% thôi. Đó, còn nếu như mà ăn á, thì sẽ ăn tốt á, nó sẽ về, nếu mà xung lực tăng ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là nó sẽ về lại được tới những cái vùng giá 45-46 nha anh chị, tại những cái vùng đỉnh này nè. Đó, đây là anh chị mình có thể chú ý HDC hoặc là như KDH, mình lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào mà nó đang cân bằng sau cái nhịp rũ sẽ tốt hơn những cái cổ phiếu mà nó đang tăng. Những cái mã này là nó tăng mạnh nhất nha anh chị. À, nó tăng trước rồi, còn ví dụ như DIG hay là DXG nó cân bằng rồi nó mới tăng, còn những mã này là đã tăng trước và nó đang cân bằng trước rồi, chỉnh trước luôn và cân bằng luôn. Đó thì mình sẽ chú ý những cái mã đó. Ví dụ như IGC thì sao, xu hướng tăng như vậy thì rất khó có điểm mua nha. Đấy. Nam Từ Liêm hơi yếu một chút đúng không? Đang ở nền tảng giá số 3 đúng không? Nhưng mà khối lượng nó chưa thật sự cạn kiệt. Con này nếu như mà nó muốn đánh là nó phải kích hoạt cái dòng tiền lớn nha anh chị. Còn nếu như dòng tiền liều tiêu á, nó cũng có yếu tố rủ trở lại. Đấy thì đó là đối với Nam Từ Liêm. Vận động dạt dèo, khối lượng còn tương đối lớn thì em nghĩ là chờ cái điểm kiệt về thanh khoản có thể mua, hoặc là chúng ta nên chờ cái dòng tiền vào kích hoạt cái điểm 7 nền nha. Dạ rồi, thì đó là đối với nhóm bất động sản. Xu hướng tốt, ok, có hàng tiếp tục nắm giữ. Điểm mua đang bị hạn chế, nốt lại cổ phiếu KDH với lại HDC. Dạ rồi, thì đó là đối với nhóm bất động sản. Bây giờ mình sẽ đi sang một số cái nhóm cổ phiếu midcap khác. Ví dụ như nhóm đầu tư công đi. Đầu tư công, hôm 6 tuần rồi có C4G tăng tốt, HET cũng tăng tốt. HET là cổ phiếu nó cũng theo cái dạng gọi là nâng đáy đi lên đó anh chị. Đó thì con này nó có dòng tiền vào rồi, ok, chúng ta sẽ canh những cái điểm cân bằng lại để mà tham gia, hoặc là như C4G nè, canh những cái điểm cân bằng lại của cổ phiếu để mà tham gia ha. Về căn bản cái phiên buy bot này là cái phiên anh chị mình hoàn toàn có thể mở vị thế mới luôn. Đó, nhưng mà nếu chưa mua được thì mình sẽ chờ thêm ha, không việc gì phải vội cả, quan trọng là cổ phiếu nó đã có một cái điểm kích hoạt dòng tiền thì mình sẽ chờ một cái cơ hội an toàn hơn ở giai đoạn phía sau này, đúng không? Ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu như VCG nè vẫn duy trì cái đà đi lên thôi, mặc dù là nó có xuất hiện nhiều những cái nhịp sát ao, nhưng xu hướng tăng vẫn đang được duy trì, nên là có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ được ha, chưa quá xấu. CII xu hướng tăng tốt, có hàng giữ, điểm mua khó nha anh chị. FCN, FCN hiện tại là đang tạo một cái vùng cân bằng tương đối tốt và nó đang chờ những cái điểm kích hoạt dòng tiền. Đó, như tương tự như LCG nè anh chị, cũng là một trong những cổ phiếu mà nó đang tạo những cái vùng cân bằng. Nhìn chung là LCG á, cái yếu tố shake out nó hơi nhiều, nên thành ra những cái mã cổ phiếu này á, anh chị mua phải có những cái điểm quản trị tuyệt đối. Mình phải tuân thủ những cái điểm như vậy, tại vì thường shake out nhiều mà nó không có những cái sự kích hoạt dòng tiền, xuất hiện những cái điểm buy vote á, thường nó dễ rủ lại nha. Đó, nên là anh chị mình lưu ý đối với cổ phiếu LCG nào đang có nắm á, thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ được, nhưng mà nên lưu ý về những cái vùng mà cổ phiếu này nó dao động. Tức là nếu như nó thủng về những, ví dụ như nó giảm, nó phủ những cái phiên tăng ngày 24 tháng 7 đi, cái phiên buy bot của cổ phiếu này. Đó thì mình nên chốt hạ ha, trong ngắn hạn nó chưa có khả năng lên sớm. Đó, còn nếu như mà nó dao động quanh cái vùng này, nó đợi giá tốt thì nhìn chung không sao cả. Đấy, thì đó là đối với LCG. Về thực chất cổ phiếu LCG này nó cũng đang vượt những cái mẫu hình vai đầu vai ngược á anh chị, nên thành ra là em rất kỳ vọng những cái mã cổ phiếu này nó sẽ có những cái sự bứt tốc về sau nha. Đó, tuy là khối lượng sát A nó còn lớn, nhưng mà nó không có yếu tố mở biên giảm. Đấy, đó là một điểm sáng nha. Đấy, thì thành ra là đối với LCG anh chị mình lưu ý. FCN cũng là một trong những cổ phiếu mà nó đang tạo những cái biên cân bằng lại. Đấy, thiếu dòng tiền, về xu hướng vẫn đang rất tốt. Đó, anh chị nào thích đầu tư công có thể chú ý FCN được, hoặc là chú ý LCG được ha, có thể lấy thăm dò được. Đấy, xu hướng ok. Cái SB cũng là một trong những cổ phiếu nó đang có chiều hướng tích lũy nè. Đó, có thể chú ý được nhé. CTI thì tăng rồi đúng không? Ba nền tảng giá hồi nãy có đề cập rồi. Đấy, BCC hơi chậm nhưng mà ngắn hạn có dòng tiền vô rồi nè. Quan trọng con này nó không được giảm, gọi là giảm thủng những cái vùng giá 13 nha anh chị. Nói chung là giảm thủng cái vùng biên tích lũy của cổ phiếu là được. Ví dụ như thông thường một cái mã cổ phiếu nó bùng nổ nhưng mà rất nhanh sau đó nó lại quay trở về cái vùng nền giá thì nó là vận động bình thường của cổ phiếu, nhưng mà phải nhanh chóng hồi phục trở lại và cổ phiếu nó phải dao động phía trên cái vùng nền gần nhất thì nó mới xác nhận là một cái điểm có dòng tiền tổ chức tham gia. Còn nếu như mà cổ phiếu nó vẫn loay hoay trong cái vùng nền và thậm chí là cái số phiên giảm của cổ phiếu anh chị xuất hiện nhiều hơn thì đó sẽ là những cái phiên chứng tỏ cái phiên này là cái phiên bull trap. Đó, thì thành ra mình phải bán sớm. Đó là anh chị mình lưu ý đối với vận động của BCC. Thì con này hiện tại nó vẫn đang trong cái vùng nền thôi, tích lũy nền tảng nè, đúng không? Nền dòng nền nè, đang ở nền số 2 thì có hàng vẫn nắm giữ được anh chị, không có vấn đề gì cả ha, chưa quá xấu. Dạ rồi, thì đó là đối với nhóm cổ phiếu đầu tư công. Mình đi sang cái nhóm cổ phiếu dầu khí. Dầu khí thì tuần vừa rồi chỉ có BSR là nổi trội. Ngoài ra thì một số cái mã khác như là BVS thì nó hơi yếu một chút. Tại vì chúng ta thấy là nó cũng không giữ được cái vùng nền trên nè, đúng không? Nó có xu hướng giảm thủng xuống nè. BVD thì giữ được ok hơn. Đó. Nhưng mà nhìn chung là cái nhóm dầu khí này nó phải có dòng tiền kích hoạt nha anh chị. Chứ thực chất những cái mã này nó cũng khá là biến động á. Đó, nó cũng chưa thật sự ổn định về cái mặt cung cầu. Ngoài ra cái nhóm cổ phiếu dầu khí này, ví dụ như BVB nè, thì chúng ta cũng thấy là không giữ được nền đánh gãy nền rũ nè, đúng không? Chờ những cái tín hiệu kỳ cung mình vào sâu ha. BVC nè, đó, liên tục sách A đang có chiều hướng đi xuống nè. Đó, nhìn chung nhóm dầu khí á, thì em nốt lại con OI là ok. Nó an toàn để mà anh chị mình có thể chú ý thôi. Ba nền tảng giá nè, tương tự như SBS đúng không? Đó, nền thứ nhất, nền thứ hai, nền thứ ba. Đó. BSR thì chúng ta nên chờ những cái điểm cân bằng lại của cổ phiếu nhé. Nhìn chung con này đỡ giá quá tốt anh chị. Cái phiên hôm thứ Sáu là cái phiên hàng về của cái nhịp tăng ngày 2 tháng 8 á, và nó đỡ như vậy là rất ok nha. Đấy, có hàng tiếp tục nắm giữ và điểm mua em sẽ cân nhắc khi mà đạt về cái tiêu chí. Hiện tại là vẫn chưa nha anh chị, chưa thật sự an toàn. Dạ rồi, thì đó là đối với nhóm dầu khí chưa có quá nổi trội ha. Ngoài ra thì mình đi đề cập một số cái mã cổ phiếu mà đã có tư vấn anh chị mình ở cái video gần ở những tuần vừa rồi gần đây nhất á, như là cổ phiếu HSG thì em có chia sẻ rồi nè. HSG chia sẻ rồi, rồi TNG cũng là một trong những cổ phiếu mà nó chưa có những chuyển biến mới. Tuy nhiên đây là những cổ phiếu mà chúng ta nên chú ý nha anh chị. Tại vì sao? Tại vì cái form của cổ phiếu á, nó rất giống với những cái mã cổ phiếu mà gần đây nó cho cái tín hiệu dòng tiền vào đại giá rất tốt. Ví dụ như IGC. Đấy, xu hướng nè, nâng đáy đi lên nè. Đó, rồi BSR nè anh chị. Đó, cũng thuộc dạng cái form nâng đáy đi lên. TNG hiện tại cũng đang như vậy nha. Đấy, lưu ý nè, có dòng tiền và tích lũy nè, kiệt về thanh khoản nè, đúng không? Con này chỉ cần có kích hoạt dòng tiền thôi, phải là thật sự đạt nha. Như là những cái phiên tăng quyết liệt về cái biên độ giá cũng như là khối lượng á, thì đó sẽ là những cái điểm rất là an toàn để mà anh chị mình giải ngân luôn á. Nếu mà anh chị mình vào những cái điểm như vậy á thì cái target sẽ là những cái vùng đỉnh trước nha. Đó, lưu ý nè, TNG nốt lại nha. Đó, vẫn rất là đẹp. Nếu thích thăm dò thì vẫn em đánh giá là vẫn có thể thăm dò được. Nhưng mà anh chị mình lưu ý cái việc quản trị giúp em. Ví dụ như con này nó thủng 20 thì mình phải cơ cấu. Còn nếu như mà nó không thủng 20 mà anh chị mình mua quanh cái vùng giá 21x này á, nó cứ dao động như vậy thì anh chị mình cứ nắm. Tại vì sao? Cái target em đánh giá là nó sẽ về tới những vùng 25x26 ấy. Nên là cái biên so sánh nha, rủi ro nè, 5% đúng không? 21x mà về thủng 20 là đúng rồi, 5%. Mà nó về lại tới những cái vùng giá 25, 26 là bao nhiêu? Gần 20% nha anh chị. Đó, nó gấp 4 lần lận. Đấy, nên thành ra là tỷ lệ RR 11, 14 đúng không? Nên là anh chị mình có thể chú ý cổ phiếu TNG này nhé. Dạ rồi, ngoài ra thì VHC thì sao? VHC thì nó vẫn chưa có những chuyển biến quá mới, chưa có chuyển biến mới, vẫn đang vùng nền thôi, lai hai vùng nền thôi. Đó, nhìn chung là sẽ hơi mất thời gian đối với những cái mã cổ phiếu mà nó tạo một cái điểm test không thành công nè, quay đầu lại nè, đó là nó sẽ về nền. Nếu anh chị nào không thích nắm giữ á, chờ lâu thì chúng ta có thể bán, nhưng mà hiện tại em vẫn thấy nó chưa có vi phạm gì cả về cái xu hướng đó, vùng nền nó vẫn được giữ, thì nếu như anh chị nào có thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ được nha. Dạ rồi, thì đó là một số những cái chia sẻ của em về cái phần thứ hai, về các dòng cổ phiếu, về những cái mã cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tuần sau anh chị mình lưu ý. Mình sẽ nói lại, ví dụ như ngân hàng có VIB đúng không, có VIB, VPBank với lại VIB, rồi chứng khoán thì là SBS nè, hoặc là như FTS nè, SSI nè, đấy. Cổ phiếu riêng lẻ gì? Có TNG, có đúng không ạ? Đấy. Dạ rồi, thì đó là một số cái chia sẻ của em. À, còn một số cái cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như Giamondes nè, anh chị mình cũng có thể chú ý nè. Đấy, tại vì cái form này là cũng là cái form, cái form gọi là cốc tay cầm lớn nha anh chị. Đây. Đó. Do là phiên hôm thứ Sáu là nó có yếu tố con có quỹ tác động, nên thành ra cái phiên tăng này chưa thật sự thuyết phục. Nhưng mà anh chị mình cứ nốt lại những cái mã cổ phiếu này, nó đang vận động khá là phù hợp để mà chúng ta có thể chú ý. Tại vì thông thường nếu mà nó xác nhận thành công cái mẫu hình cốc tay cầm này á, thì cái biên độ ít nhất là 30%. Đó, nhưng quan trọng là nó phải có một cái điểm buy vote xác nhận vượt cái vùng 60 ha. Ví dụ như về Vinhomes nè, đấy, chị mình thấy nè, cũng canh rất là nhiều đúng không? Đó, cân bằng sau những cái điểm mà cổ phiếu kỳ cung. Đó, có yếu tố tích lũy nền tảng rất tốt, nhưng mà hơi tiếc chút là mở gap. Đó, cũng tương đối khó mua. Đó, nhưng mà đối với Giamondes thì anh chị mình có thể nốt lại ha. Cổ phiếu riêng lẻ em nốt là TNG với lại Giamondes nha. Dạ rồi, thì đây là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ với anh chị mình trong cái buổi video cuối tuần này. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất nhiều đã theo dõi đến hết buổi video. Nếu như anh chị nào thấy hay thì có thể ủng hộ em bằng cách là like video, và đừng quên đăng ký kênh Châu Phạm Stocks nha. Vì đây là những cái động lực rất lớn để mà giúp em duy trì kênh, cũng như là chia ra thêm nhiều video chia sẻ với anh chị mình nhiều hơn. Đấy. Và anh chị cũng đừng quên là em có một cái room trao đổi, thì đường link này anh chị mình có thể vào cái mã Zalo á, để mà vào Zalo chúng ta bật QR lên, chúng ta quét cái mã bên góc trái màn hình nè, thì sẽ tham gia vào cái đường link đó. Hoặc nếu như không muốn quét thì anh chị mình có thể vào cái phần miêu tả của video, em có để cái đường link phía dưới đó, và room này là hoàn toàn miễn phí anh chị ha. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở video ngày mai. Chúc anh chị mình một cuối tuần vui vẻ bên gia đình, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái vận động tích cực hơn của thị trường vào tuần tới.